vị cùng thưởng thức ạ. Thank you.
vị đại biểu cùng toàn thể các bà, các chị. Do điều kiện thời gian có hạn, chương trình văn nghệ xin phép được tạm dừng ở đây. Xin cảm ơn các chị với những ca khúc đặc sắc, đem lại không khí vui tươi, phấn khởi cho hội nghị hôm nay. Kính chúc các chị luôn trẻ, đẹp, gia đình hạnh phúc và có nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc hơn nữa, đóng góp cho phong trào phụ nữ xã Hà. Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn. Thưa các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể các bà, các chị em phụ nữ, thực hiện nhiệm vụ công tác hội năm 2024, thực hiện sự chỉ đạo của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp, được sự nhất trí của Thường trực Đảng ủy, hôm nay, ngày 16 tháng 10 năm 2024, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Liêm Phong tổ chức sinh hoạt kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, công nhận hội viên danh dự và tổ chức giải giao lưu bóng chuyền hơi dư nữ giữa các câu lạc bộ bóng chuyền trong toàn xã. Về dự hội nghị hôm nay, thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng giới thiệu. Về phía Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Cao Thị Thiên Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thanh Liêm, đề nghị hội nghị nhiệt liệt chào mừng. Đại biểu xã, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Lại Thị Lan, Bí thư Đảng bộ xã, đồng chí Phạm Hồng Quang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, đồng chí Lại Trường Giang, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, đồng chí Nguyễn Văn Huynh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, đồng chí Đoàn Thị Thu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, đồng chí Bùi Văn Quân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, Chủ tịch Công đoàn xã, đề nghị hội nghị nhiệt liệt chào mừng. Về dự hội nghị hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu các đồng chí là cán bộ công chức xã, trưởng các ban ngành đoàn thể, hợp tác xã, các đồng chí bí thư chi bộ, các đồng chí trưởng thôn và các